Rồi, xin chào chào bạn đến với kênh WTCO của mình. Ở đây hôm nay mình chia sẻ các bạn cách bướm mai cho hiệu quả và trồng đạt cao nhất. Nhưng mà điều rất tiếc bữa nay mình không có bướm được cây mai thôi. Mình nói anh em chịu khó theo dõi giùm nha. Đầu tiên mình sẽ chia khoảng hai cách bướm mai, một cách bướm mai còn bầu và một cách bướm mai không còn bầu. Bây giờ mình nói cách có bầu trước nha. Ví dụ bạn đào cây mai, không? Bạn đào hết một lớp mặt bỏ xuống là cho bạn cho nó ló cái rễ lại rễ ra để mình ấy đi. Nhiều bự nhìn trên mạng nói chung nhiều của anh em chia lắm rồi. Nhiều anh em chia sẻ cái ví dụ với bướm mai lắm mà mình cũng có những mấy tin nhắn hỏi cách bướm mai này kia thì cách trồng mình cũng hơi thắc mắc thôi. Giờ mình thực tế mình nói kinh nghiệm của mình thấy hiệu quả là sẽ tốt nhất. Cây mai này là mình bướm hồi năm ngoái. Năm nay nó là được 2 năm này. Mình trồng bây giờ nuôi kia. Đầu tiên các bạn về đào xuống cho ló cái có phần rải ra nha. Rồi bạn lấy xe lên gần như sáng dòng hết. Rồi sáng như đồng đều sâu xuống là bạn cắt là bây giờ bạn lấy bao bằng bó là gọi là bưng có bột là sáng cái rễ cái mà không rễ cái nha. Rồi bưng xong khi đem về tới nhà các bạn lấy dùng cưa ha, dùng kìm bấm cành vậy bạn cắt hết những mấy rễ bự cho sạch sẽ hết, cắt cho đi mình đi dập á, cắt cho sạch hết lòi ra đó, cắt sạch sẽ hết nên là cho nó bằng tròn cái bầu lại không. Rồi các bạn mấy cái rễ lớn mà nó có rễ lớn các bạn dùng keo mấy tiếng bạn chét lại, cái đó là phần gốc nha các bạn. Còn giờ tới phần ngọn, phần ngọn thì theo ví dụ cái mai nó có thế thằng đẹp thì có nhánh đồ ngon lành thì bạn tiện con bạn đừng có chừa cái lá nữa nha. Các bạn cứ chờ dưới của bạn tiện nhanh dài trên càng ngày nhỏ nhỏ là cho đều cái mai cho tròn chỉ cái mai không cho tròn chỉ cái mai lại dạ chờ dùng keo chét hết nha. Rồi mà mấy vít cắt rễ cắt cành là bạn phải cho ngọt cho thẳng rồi có gì bầm dập nha các bạn, bầm dập là nó sẽ bị hư bị sau này nó bị dễ nắm mồi tấn công. Rồi các bạn bưng xong chứ nếu các bạn muốn trồng liền thì cũng cũng được không sao hết á, nhưng mà đều nước chắc ăn á các bạn để trong mát khoảng chừng 5-3 bữa cho cái vết lẹ sẹo mình nó liền nó khô. Cái sẹo là dạng tại bạn vô cái dùng keo rồi cho nó khô khan là ngon lành, bạn đem đi trồng là sống 100%, dám hứa với bạn sống 100% luôn. Rồi trồng xong các bạn trộn đất nè là gồm 40% trấu sống, 40% sơ dừa không. Rồi với mai mà có bồn á thì các bạn bỏ 10% đất sạch là bạn khỏi trồng đất tại mai cái bồn này. Phân hữu cơ sông Giang bằng trọng 0,5% hữu cơ nha, 0,5% cho lò tổng cộng là 90% nha. Còn 10% vụ mà có bồn là bỏ vụ đất ra nha bạn là 100% đó. Bạn trồng như là bạn trồng là bạn tưới nước ướt một lần một là duy nhất nha. Rồi bạn để bạn không cần phải tưới nữa, tưới một lần một thôi, một lần một đầu tiên đó, đầu tiên ướt rồi này để luôn là bạn không nên tưới gì hết, tưới cho tưới dặn mà tưới lần đầu tiên là tưới cho nó dễ hết cho nó đều cho nó đắt cho mấy cháu cho rồi nó chỉ vô hết mấy lỗ kẻ lỗ hở nó đều hết là bằng một lần một là bạn không cần tưới nữa, trừ khi rồi bạn để trong mát khi nào bạn thấy ra lá non không ra lá non đâm chồi rồi là bạn đem ra ngoài bạn tưới. Mà cho mình trong thời kỳ này là không có bỏ phân được, không có được bỏ phân gì nha các bạn, thời kỳ này là chỉ không không có dùng phân nha. Chỉ dụ bạn có tưới rồi bạn pha loãng N3 là pha loãng thôi nha bạn, pha loãng thôi, pha thật loãng nha bạn, tưới vô dưới dưới ấy thôi, gốc tưới gốc là lần đầu đầu tiên các bạn, lần đầu tiên tưới là tưới thuốc đó, đó một lần một thôi. Rồi tí mình sẽ nói cái vụ cái bướm mai không có bồn, còn những cái mai xấu xí thì cho thân thân trơ trụi là chớ thì các bạn cắt về đi chừa dưới chừng 2 tấc lên đó, bạn để thấy sạch này nó ra nhánh các bạn lựa cho nó bự như các bạn làm sẽ đẹp hơn là cái bạn có cái gốc đẹp. Chị đừng đừng có để như cây này là mình để chơi trụi, hồi xưa mình cũng không có biết cách bứt 2 năm trước mà mình mới chơi mình ấy, mà cây này nó có mấy những nhánh từ ấy mà tại mình ghép mình này mình đi dành nuôi bo là các bạn cứ bứng vào mà người dân có cắt dạng hình con như y như vậy nè các bạn đó. Đây bạn con bắt cắt các con ở dưới bự ở trên nhỏ lần lần là hình giang thông như các bạn. Rồi những chỗ đất nào mà khó bứng này kia đó mà bứng không có được lấy bồn được á, bự bứng rễ không á trồng cũng vẫn sống như thường không gì đó các bạn, vẫn sống như thường căn bản cũng như y như cái kia các bạn, dân về vẫn là chắc tiện rễ đâu cho ngọt ngào hết cắt cành rồi hết là không chịu lá gì vậy đó nha, cắt hết là chừa nói chung chừa cái mây cho trụi đó. Và các bạn cũng trộn đất cát y như vậy các bạn tưới N3 vô lần đầu tiên thôi rồi qua để đó
chừng nào ra lá non mà tưới nữa, hoặc các bạn cứ phun nước sương sương cho nó cảm thấy cho nó hơi ẩm cái nước mình thôi, chứ đừng có để cho ướt chậu ha. Ướt chậu là không được nha bạn, khô khô lúc nào cũng khô ẩm ẩm vậy thôi, chứ đừng ướt ướt này, rồi mà này nó việc kia dễ tấn công vô rễ, nó sẽ dễ dễ hơi dễ hư rễ lắm. Rồi các bạn cũng trồng bây giờ, bạn còn cũng trồng bây giờ trồng như cũng tưới lần đầu tiên cũng dạt, cũng để trong mát, rồi cũng tưới lần đầu tiên là tưới N13 lỏng lần đầu tiên, để bạn để trong mát, khi nào ra chồi non bạn đem ra, mới đem ra nắng là tỉa tưới số lượng ít sương sương, khi nào cảm thấy cái lá nó ra được dài khoảng chừng khúc 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 về, khoảng chừng gang tay, gang tay cho gang tay đi, cái mầm nó ra khoảng chừng gang tay lá già đó, thì lúc đó các bạn mới dùng phân của Mỹ là 30-10-10 là tưới, đó là dạng bón lá mà mang phun xíu lượng ít nhỏ nhuyễn và trộn chung tí xíu thuốc trừ sâu cho nó đừng ăn tấn công lá thôi. Thôi thì bây giờ mình nay mình nói tới đây thôi, thì đó là hai cách bứng mà mình thấy hiệu quả và trồng chất lượng nhất. Còn các bạn hô bứng gì trồng liền cho trồng liền mang trong vẫn được không sao đó, không, trồng cho trồng đi mà dù bạn trồng gì nhiều khi nó sao được, có thể trồng liền được cái hiệu quả đấy chứ. Còn giờ mình nói thêm cái vụ bứng mai nha, bứng mai là các bạn bứng trong năm lúc nào quăng bứng cũng được hết, chỉ miễn sao cái mai nó khỏe mạnh. Dư tuyệt đối bứng mai là trong lúc mai đang ra lá non tuyệt đối không bao giờ được bứng nha. Còn ngoài ra lá non cái mai khỏe mạnh lá già bứng giờ nào cũng được, năm nào tháng nào được, mà điều đa số là mình theo kinh nghiệm của mình anh em mày chia trên hô bứng mùa khoảng tháng 8 tháng 9 thì chắc ăn theo kinh nghiệm của mình qua tết xong lá già bứng, qua tết xong rồi sẽ ra một đợt lá non, hết đợt lá non lá già là bắt đầu là bứng. Tại vì mùa nắng mình trồng mình để trong bạt mình che này, không có nước ẩm này nó rễ nó không thối, còn mùa mưa mình để ngoài mưa nên nước nhiều quá nó ủng, nhiều khi cái chậu mình ướt nhẹp anh em cũng nó cũng khó thành công. Kinh nghiệm mình cứ mình mùa nắng mình bứng lá khỏe lá già bứng, đặc biệt cứ lấy lá mà già hết là quyền cái mai không cho nào, không có cái nào là non là mình bứng là xong, chắc cứu 100%. Rồi bữa nay hôm nay mình nói như đó thôi, có gì các bạn cứ comment và hỏi đáp mình dưới, rồi mình sẽ trả lời hết những việc bằng những thời kỳ nào thì mai mình sắp sao lý do bị đó mình cũng xin thiệt tình trả lời cho các bạn. Chúc các bạn vui vẻ và thành công, mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cảm ơn các bạn nhiều.